Hello, em Hoàng An xin được gửi lời chào đến tất cả các bạn thân yêu. Lâu lắm rồi, siêu thị ô tô Bình Dương mới cập bến được một mẫu Hyundai Accent số sàn. Và em An nóng lòng mang luôn ra ngoài khu vực trường quay ngoài trời của em An review trực tiếp một mẫu xe Accent số sàn sản xuất 2019, số sàn bản đủ với chị nhá. Điều đặc biệt là một chiếc xe lăn bánh lần đầu tiên là tháng 8 2019, nhưng chủ xe mới chạy đúng đồng hồ 25.000 km thôi. Ở bản đủ này sẽ được trang bị cho anh chị như là tay cửa mạc chrome, khóa cảm biến thông minh, mâm đúc 4 thang đĩa ABS. Và em xe này thì còn nguyên dàn vỏ theo xe, sơ cua chữ hạ, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đấy. Và rất nhiều anh chị Hoàng thân yêu có hỏi em An về mẫu Accent. Thậm chí khi mà em An quay này thì cũng đã có một anh khách từ xa đã dặn trước em An là có là quay lên luôn để anh coi, được là anh mua. Đây một chiếc xe rất là đẹp. Bởi sao nhiều lúc là bên em rất là ngại mua những chiếc xe đi nhiều, xe chạy kinh doanh dịch vụ nhiều là em ăn ít mua lắm anh chị ạ. Đấy, thú thực với anh chị là như vậy. Nên là nhiều anh chị cứ hỏi em ăn là sao hết Accent, không có Accent xuống sàn à. Thì đấy, thì ngày hôm nay thì em ăn về đây. Và ngay sau khi quay xong thì em ăn sẽ up trực tiếp lên kênh YouTube luôn. Thì anh chị nào mình quan tâm thì alo trực tiếp cho em ăn nhá để chốt giá em xe này. Đấy, em xe này là số sàn 2019. Đấy, em ăn vừa đi qua một vòng thì anh chị có thể thấy là lức sơn khá là đồng nhất và gần như là em xe này không có một vết chầy xước nào cả. Đấy, và xe này thì bên em sẽ hỗ trợ như là đánh bóng lên cho anh chị cho mới nhá. Tại vì thường thường là những chiếc xe khoảng 3 4 năm sử dụng mình đánh bóng lên á thì cái bề mặt sơn nó rất là sáng và rất là đẹp. Em này đeo biển Bình Dương luôn, khách hàng ngay Dĩ An luôn. Đấy, bản đủ này cũng được trang bị giải LED định vị cũng như là cụm đèn pha dạng thấu kính. Cái giải LED định vị khi mà anh chị nhìn qua màn hình video thì nó hơi kiểu nháy nháy vậy thôi. Chứ thực ra thì không phải vậy đâu chị nhá. Nó đứng yên. Đấy, hơi gió chuẩn bị mưa đây. Đấy, gió đưa em ăn ra đây quay em ăn không cầm mic luôn. Sinh nhan tích hợp này, gốc gương cụp cho anh chị này. Đấy, đây cho anh chị tham quan luôn. Và tất cả xe này thì nào, thứ nhất là bao chuẩn ô đô này. Đấy, em xe này thì chủ xe họ đã thứ nhất là vào ghế da cho anh chị. Đấy, ghế da hai màu nhá, ghế da còn đẹp này. Lót sàn này, đây chị thấy lót sàn này. Đấy, lót sàn 6D này. Đấy, những cái chân côn này, chân côn, chân thắng, chân ga còn đẹp mới tinh nhá. Đây cho anh chị coi vô lăng này, vô lăng của một chiếc xe đi 25.000 km đây ạ. Đấy, anh chị thấy không, rất là đẹp nhá. 25.312 km chuẩn ô đô. Đây, cục cần số bọc ra đây. Đấy, một chiếc xe đi ít nó rất là đẹp và liền nè. Cho anh chị coi từng chi tiết một để anh chị thấy đây. Và xe này là đăng ký lần đầu là ngày 20 tháng 8 năm 2019 anh chị nhá. 20 tháng 8 năm 2019, một chủ đầu luôn. Đó. Có màn hình giải trí này, tích hợp sẵn này. Đấy, chỉ đường, khóa đèn lổ thông minh. Đây, đấy, những cái chi tiết nó còn rất là mới. Cái cam hành trình này thì em An chưa kiểm tra còn xài được hay không, thì có cam hành trình phủ táp lô rồi. Đây, các chi tiết nút bấm này. Đấy, còn đẹp không ạ? Đấy, rất là đẹp nhá. Xe chạy nhiều chị có thể ý thời gian là nó sẽ bị mờ đi. Đây, nút bấm này còn rất là đẹp. Đấy, cái lỉ này còn rất là mới này. Đấy, nhiều xe nó rất là dơ. Đấy, keo chỉ là bao zin cho chị từng phân keo phân chỉ nhá. Đấy, bao luôn. Cái này là dơ thôi, mình vệ sinh có thể vẫn là sạch được á. Keo chỉ là bao zin. Đó. Các chi tiết là chưa tháo mở đây, những cái bản lề này anh chị thấy này. Đấy, đang là mộc nhất nhá, xe này chưa dọn luôn, rất là bẩn này. Đó. Đây, năm sản xuất nó sẽ ghi sẵn ở trên đây nhá, 2019 luôn này. Đấy, và những cái chi tiết ốc cửa này, anh chị thấy không? Đó. Đó. Thì em bàn cho anh chị coi động cơ luôn. Đây, những chi tiết ốc này. Chưa tháo mở nhá. Đó, zin lắm. Nhưng mà những cái mẫu xe này em ăn kiểm tra rất là kỹ. Và đây chiếc xe thực sự rất là mới anh chị ạ, rất là mới. Đây, hàng ghế sau đây. Đấy, bản này thì cũng được trang bị cho anh chị hốc gió điều hòa ghế sau nhé. 2019 là có hốc gió rồi. Đó. Đây, em xe này thì vào cái trần này rồi. Vào cái trần này rồi. Đó, trần 6D. Đó, mỗi người một sở thích đúng không ạ? Đó. Ok. Đó. Anh chị thấy không? Quá đẹp cho một em xe như thế này. Hàng lướt hay gọi, chính xác đây gọi là hàng cọp thì đúng hơn đúng không ạ? Tại vì tính ra cũng phải gần 4 năm sử dụng rồi. Tính năm là 3 năm nhưng mà tính thời gian sử dụng là gần 4 năm rồi. Đấy, mà chiếc xe thì còn rất là mới. Đây, đết vỏ nhá. Tuần thứ 24 năm 2019 cho chị này. Đấy, đây, độ dày của vỏ đây. Chị coi nhá, cái rãnh ở giữa này. Anh chị coi rãnh giữa nhá. Nó rất là sâu. Đấy. Mâm này là mâm đúc này, mâm đúc sơn zin chưa sơn lại này. Mầm đúc này, 4 thang đĩa này, cọc đĩa này. Rất là mới, nó dơ vậy thôi, vệ sinh là hết. Đấy, các góc cảng này là khít nhá. Đấy. Anh chị thấy là đẹp không ạ? 2019 như này thì quá là đẹp rồi. Đây, những cái đường lườn đây. Đấy.
không hề cấn đụng nha. Đó. Rất là đẹp. Một đẹp xe đời này thì thường thường là ít nhất bây giờ mình chạy 50-60 nghìn. 50-60 nghìn là cũng là ít rồi đúng không ạ? 50 nghìn là đã ít rồi. Đây là 29 mà chạy có 25.000 km, bỏ theo xe hết đây. Bỏ trước đây, tuần thứ 24 nha chị nhá, 29. Đó. Ok đúng không ạ? Đây là bỏ trước nha. Rồi, em bạn sẽ cho chị tham quan là đến phần động cơ. À, em ăn cầm máy này nó lấy nét nó không được chuẩn. Cục đèn pha rất là mới này, hai bên luôn. Động cơ 1.4 rồi. Đó. Đây cho chị coi nhé. Đây, máy đây. Mới tinh này đây. Đây là những cái ốc chân máy này. Rồi những cái ốc mặt máy là nguyên bản hay là những cái cục keo zin vẫn còn nguyên hết. Đấy. Đấy, các ốc thằng đưa dây cù loa đây. Tuyệt đối là không cấn đụng, không mất bất cứ một phần keo phần chỉ này. Ốc má vè đây. Đó. Rất là đáng đồng tiền anh chị ạ. Rất là đáng đồng tiền. Và mẫu xe này thì hiện tại bên em đang chào bán với mức giá là 420 triệu anh chị nhá. Cho một em xe đi đúng đồng hồ 25.000 km, rất là cộng. Theo anh chị thì giá như vậy đã hợp lý chưa? Và anh chị làm mình ưng nhanh gọn thì sẽ có giá tốt hơn cho anh chị. Và cho rằng những cái sản phẩm mà bên em bán đến anh chị đều là những sản phẩm rất là chất lượng mà hiếm có, khó tìm, thực sự là như vậy. Gió to quá anh chị ạ. Em bài đăng kiểm đến tháng 7 năm 2022 anh chị nhá. Rồi tiếp tục sang phần thân xe bên đây. Đó, tất cả là dàn vỏ là theo xe hết nhá. Đấy. Dàn vỏ này là theo xe hết. Đó. Đây, độ dày vỏ đây. Đấy, chị quan sát rất là kỹ nhá. Tuần thứ 24 năm 2019 này. À, bộ mâm mới tinh. Chưa hề có vết chảy xước nào cả. Xin nhan tích hợp còn đẹp ha. Nước sơn đồng nhất. Đây, phần đường đây. Và chị quan sát được kỹ nhá. Rất là đẹp đúng không ạ? Đây, rồi. Hàng ghế đây. Sạch sẽ và đẹp, không hề bị rách. Da này da cũng khá là ổn đấy chị, da tốt đấy. Cái chất liệu nó khá là mềm ha. À, cho anh chị tham quan cái củ số ở phía bên đây đây. Đẹp không ạ? Bản này thì ABS túi khí thì đầy đủ rồi, bản thiếu nó cũng có luôn. Đó, số sàn bản đủ 29. Nhiều anh chị thì khá là thích cái form cũ này á, mà cá nhân em An cũng là người thực sự rất là thích cái form ASEAN bản form cũ này. Đó. Quá mới đúng không anh chị? Cho mình em xem như thế này. ASEAN 2019 số sàn bản đủ. Một chủ từ đầu mới đi đúng đồng hồ 25.000 km thôi. 420 triệu là mức giá mà em đang mong muốn. Chắc chắn là giá sẽ còn linh hoạt cho chị, nhưng quan trọng rằng là nếu mà chị mình quan tâm về một chiếc xe rẻ hơn thì chắc chắn là sẽ chất lượng nó sẽ không được đảm bảo với chị nhá. Thế là chị nào nếu mà mình đang quan tâm một chiếc xe đen, xe chuẩn thì có thể là anh chị sẽ phải chấp nhận mua một giá cứng hơn một chút, nhưng bù lại là anh chị đang được mua được một chiếc xe chất lượng và hiếm có đúng không ạ? Đây, xe này nếu mà đánh bóng lên nữa thì cực kỳ đẹp. Rồi đến phần đuôi sau đây, bốn mắt cảm biến sau, cụm đèn hậu sau giải led 3D này, anten vây cam mập ta có rồi. Đây cho chị tham quan phần khoang hành lý này. Đấy. Đây là em ăn chưa có xì ba gì luôn nhé, về cái là lên sóng luôn, chưa xì ba gì luôn, nó là thực tế nhất. Rồi khi mà một chiếc xe đâm đụng ở đây thì những cái đinh bấm này gần như là mất, người ta phải làm lại này. Đây là những cái đinh bấm zin nhá của nhà máy, nhà máy nguyên. Tiếp đến là những cái ốc cốp sau. Đó, chưa tháo mở, chưa dấu to mở. Tắt keo chỉ này. Keo chỉ là zin nhá, anh chị bấm vô nó sẽ có độ đàn hồi á. Đây. Rất là ok đấy ạ. Một chiếc xe cũ như này thì em ăn nghĩ rằng anh chị nào mình khó tính quá thì mình cũng không thể nào mà chê được em xe này. Thực sự rất là đẹp. Đây, keo chỉ là bao zin. Đó, mới lắm anh chị. Đây. Chuẩn chỉ được chi tiết này, đình bấm hai bên này. Đó, anh chị thấy không? Rất là ok đúng không ạ? Rồi, mở cái này lên xem sơ cua hạ chưa. Đây, vỏ sơ cua chưa lăn anh chị nha. Đấy, vỏ sơ cua chưa hạ luôn. Đồ nghề còn chưa dùng đến. Đấy, vỏ sơ cua chưa hạ mà. Đấy, các đinh bấm zin của xe vẫn còn này. Những cái keo ở dưới theo hãng vẫn còn nguyên. Đấy, tuyệt đối rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp như này đây. Rồi, đấy, khách hàng đang điện em ạ. Ok, cứ phải quay xong rồi mới nghe máy được. Rồi nhìn phần gầm xe đi.
Đấy, gầm xe đây cho chị coi này. Đó, tuyệt đối luôn nha, gầm rất là mới và tuyệt đối là không cấn đụng vào phần hầm bánh này. Rồi, trên đây là hình ảnh của một em Hyundai Accent số sàn sản xuất 2019 bản đổ mà em An vừa gửi đến tất cả anh chị. Và anh chị cùng xem và đánh giá rằng xem chiếc xe này có đi đúng đồng hồ hay không anh chị nhá. Còn về lỗi thì bên em bao tuyệt đối rồi. Cảm ơn chị đã theo dõi video của siêu thị ô tô Bình Dương. Em An xin gặp lại và anh chị ở những mẫu xe tiếp theo. Xin chào.